đánh với ai hả? Không biết nữa, chắc nữa không biết bữa nay. Con Lê Thị bao rồi sao mày không on gì thôi? Cái lồ máy lóc được 50 bạc, lóc 20 bạc. Không có đứng luôn. Lóc cho con người ta nhận điểm. Hết mấy cái Facebook đồ đi, Zalo nữa tắt hết đi. Chịu thứ biết sao giờ. Ủa rồi làm công chuyện lấy điện thoại làm được hả? Phải lấy máy tính làm mới được. Phải làm gì đi bán dầm thì không kiểu. Chốt đơn. Thank you.
giờ em vô tiền trang em mở em lấy đỡ trước đi. Thứ hai hai em thấy hai đó không có thẻ du long sao đánh. Hello Nguyễn Hải, hello Quân Văn nha. Đâu có đâu, giờ nó setting lại, nó tự bật lại rồi mà. Không, của em không có, nó không có tắt. Cái gì cả, sao mình gặp nhau hoài vậy trời. Đâu có đâu, gặp tên bên Tích Chiều là tới bên mình, nó Tích Chiều mới lên. Rồi, gặp hoài dạ. Đâu có đâu, lần này tới bên bé Lộc nhường, tới bên mình lấy cờ ở đằng trước mình nhường rồi. Đâu có đâu, bé Lộc mới lên rồi, bên đây nó mới lên rồi. Ủa gì vậy? Sao kỳ vậy? Sao mà sao anh Bảy cứ mình hai điểm là mình gặp nhau à? Anh Bảy kỳ quá à. Ừ.
Ai vì bên Thành Anh Sang đứng bển em rồi. Đâu cần đâu trời ơi, mình bé lọc ổn. Mệt quá à, tới tối mình 2 điểm là gặp nhau à. Nghĩ thiện với ai? Chia ghẻ tên 5 năm mà nha. Ủa võ đen có đớ là không phải nha, con dạng thánh làm gì võ đen có đớ, mày khủng mày. Quên mất Merumin cũng có đớ luôn đó má. Rồi thôi đi vô. Thôi mệt quá, sao bên mình cứ gặp nhau hoài à. Hai lần rồi đó. Ê mới, tính ra mới gặp tuần rồi luôn á. Mới gặp 2 tuần rồi chứ đâu. Mới gặp hai tuần rồi. Thôi ghi rồi cũng không biết anh bảy sao luôn á. Rồi có má nào gặp Đại Hoàng với gặp Dư Hà chưa? Ê Hani nó lấy chiều Kinh Thành này kìa. Rồi đi về đi mấy má. Nó chịu Kinh Thành để cho Freedom qua lấy quân Thiên Thành. Ê tôi cho quân đàn tôi qua lấy quân Thiên Thành cho Freedom nha. Ấy gì? Khùng quá mày không lấy làm. Tao có tao qua tao lấy trước thôi. Mày khùng. Này biết đâu. Tới boss luôn rồi mà không chịu đánh boss thì lấy gì là mở thành ra nè, đánh con boss thì nó mở cửa ra. Gặp bé Lọc. Đi gọi bên Nguyên Tố gặp ai? Ủa trời ơi, sao mấy con NPC này quýnh đau quá vậy, quýnh tới mười mấy ca dữ. Ấy là ủa em đi Mạc Nam chi, em quân Thiên Thành em đi Thiên Kỳ đi má. Ở quên chiều Kinh Thành đi Thiên Kỳ đi má. Đâu có đâu, em đi Thiên Kỳ em mu ra là được. Chưa kịp vô là bên em để auto quýnh rồi. Rồi ai đâu má có tao nè má. Mở nè má, xong rồi nè, rồi xong rồi. Gặp Đại Hoàng với lại Dư Hà ở trên tài quen mình gặp nhau không? Ừ.
Mày qua mày chửi nó đi, hay lắm, mở mic lên mà mày chửi nó đi. Ờ, chửi đi. Ôi cái vàng của anh Tiên. Vàng của anh Tiên gần một quân đàn đứng ngay cái cửa rộng xiên á. Auto trùng sinh lên. Có rồi. Tắt đầu thai đi, bật auto trùng sinh lên. Gặp Vương Mộng nha mấy má ơi. Tắt auto hồi sinh, bật auto trùng sinh lên. Ừ, kéo xuống setting nhầm cuối cùng luôn. Nhưng mà phải tắt đầu thai. Ồ, con như ý cổ ngoài quýnh quái kìa. Rồi, mình đi từ từ hay là gì, phải vội vàng đâu. La cụ La Phù không có đánh quái đâu, Phạm Anh nó đánh xong nó mở cửa nó chạy vô rồi, nhớ hả? Rồi Phạm Anh nó chạy tới đánh xong luôn rồi, mày điên hả hồi nãy? Ừ, khùng hả mày, chạy hoài. Nãy auto chết chạy đường đó vô chứ chạy đường nào vô. Ê, nó đang ngay cửa La Phù Thành nha. Ừ,
nó làm phụ thành rồi đó nha. Phụ về cho một con phim, cho một con gì rồi. Ok chừng nào đánh được nó ra thì tao mới mở cờ, có gì đâu. Nó vô tới cờ rồi đó. Em cứ canh đứa nào nhậu. Em canh đứa nào nhậu thế em quấn nó thôi. Nó con thiên sơn nhậu thế á. Chạy thẳng vô cờ luôn là được, cứ mua thẳng vô cờ là được. Nó con anh đang ở trong đây chưa, anh chưa mở mà mở hồi nó gửi xếp được lên chưa đâu. Cái của em chưa có đâu, em cho một bang khác gửi xếp nó, tại vì tới phút 30, lượng bây giờ 38 là chưa phải là giờ tối đa. Em đứng đây rồi, không sao. Em chưa. Tại bây giờ là 8:45 thì phải 45 phút mới là mát giờ, em hiểu không? Đã có mở đâu má. Có, anh đang mở nè.
xong. Ê mấy đứa hồi lóc lóc phụ freedom nha, tao có một con thôi nha, hồi con này chết là hết người mở cờ đó, tao nói trước rồi đó. Chết mẹ một không. Ủa cái này là phi, cái này là Lusu hay là ai vậy ta? Đâu có chiều kinh thành đâu, một đống số nè. Trời ơi đi vô đây làm chi với bà cố nội. Trời ơi. Không được rồi, không sao, để anh phù về. Anh có phù mạc nam mà, để anh phù về. Rồi văn hết anh con rồi. Văn đúng con freedom nữa chứ bà nội cha nữa. Nó không biết con của tao có 700k máu rồi, nó chết thì chịu. Hello Xuân Tài nha. Gặp Phương Mộng. Nè bên thánh quả nè, một lần gặp Thanh Long, hai lần gặp Vương Mộng là ngay hai điểm không á.
Ủa sao sao Phạm Anh lại đứng ngay giữa, Phạm Anh đứng trong cờ á. Mà bốn server to mình không ai gặp được đại quèn với lại dư hè hết trơn. Không sao. Một chút nữa xong là bên bé đánh quân thiên nổi không? Bên anh thủ triều kinh. Đúng rồi, một hồi xong là bên mình thủ triều kinh, bên bé quýnh quân thiên. Để con không có quýnh nổi, để con nó đi đâu thì mình đi theo đó. Nó chỉ có đi một đợt, đi một thành, nó đâu có đi được hai thành đâu mà sợ. Khùng quá mày. Thà ông tuần này mình có hai ban bự luôn mà khúc cuối thế nào mà hết khúc cuối thế nào Quỳnh Thành với lại anh Sang cũng ở một thành à. Mà thế nào khúc cuối cũng hay, bên Lusu với bên Golden sẽ ôm một thành chắc chắn luôn. Là cái thành dữ vậy sao? Triệt phá đường dây buôn lậu iPhone trị giá 300 tỷ đồng. Chị xin mời. Chứ giờ làm gì đâu gặp bên mình, không có hai điểm là gặp nhau, không biết sao luôn á. Thank you.
chút hai đứa nó đi thành nào thì mình thành, còn lại mình chạy qua mình phụ nó để ít người lại là được, có gì đâu. Ê giờ tao nói nghe nè, bây giờ từng quân đàn đi đặt phù trước đi rồi chạy về Lam Phù Thành. Giờ đang rảnh đứng đây làm gì nè, giờ quân đàn tao đi qua tao đặt phù trước ở trên ô vậy hả? Quên. Ủa đâu anh đâu có cần chạy ra đâu, anh phù giờ luôn. Tại tính bây giờ không có ai thì đi chạy, từng quân đàn chạy đi đặt phù trước đi, hồi mình còn hai ba còn xong cái này là mình phù qua liền, mình đỡ phải di chuyển tốn 2-3 phút. Rồi giờ rảnh làm gì đứng đây đi, để hồi không công kịp thôi đi từng người thôi nha. Hồi nói đi, hồi nói anh, để anh đi trước, để tao đặt phù, để tao đi trước. Rồi rồi. Rồi bây giờ tôi cái gì vậy? Sao con thiên phàm nó lại phù thảo nguyên đĩ mẹ mày ngu ngục. Không sao, bây giờ tôi đi qua chỗ Thiên Kỳ Quân Thiên Thành tao đặt phù trước cái đã, rồi quân đàn tao đi trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
当你为我送来一束鲜花，但后来我们俩连一句不咸不淡的问候终于也没有了。我为你把所有人都推开，只为了那不确定的未来。先生的一句喜欢，三言两语我就投降。Anh có anh lót con Thiên Sơn á. Rồi tao đặt phù xong rồi đó. À để lấy cái cục này đã quên, lấy cục này mới có đen. Ok, cái phong thạch mình cứ gần lấy không mấy em? Ai biết đâu, thấy nhưng mà đây có cục phong thạch này là mở mà không biết có mở không nữa. Cục la phù chưa có ai lấy luôn á. Ờ vậy thôi chứ. Nó chỉ được vậy thôi đó hả? Thấy có mấy bạn nhỏ nó đứng, thấy có mấy bạn nhỏ nó đứng nó canh mấy cái cục này, mấy cái trụ này để làm cái gì vậy? Trời ơi vậy thôi hả? Rồi tao đã đặt xong rồi đó, để tao đi về. Tao đi về cửa Mạc Nam La Phù Thành tao đứng. Rồi tao ai đi đặt thì đi nha, tranh thủ đi nha. Bây giờ anh đi đặt xong đi, nó một ban thủ ngoài một ban thủ trong là mình công lâu lắm, nó không có lẹ như lúc trước đâu. Ừ, nói chung là thôi, ai muốn đặt thì đặt, không đặt thôi gì đâu. Tôi đứng cho đặt xong rồi. Ai biết là anh đi như Mạc Nam mà, nó đi bụng xuyên đâu.
Nhưng mà đi chung đường mới vô chung đường được chứ mày, khủng mày. Xuống thần thiên đụng thôi, không hiểu nha trời. Ừ anh đứng anh canh nè, cho nó khỏi mở luôn. Ừ chết mẹ, tao đang đứng ở đây để tao đi vô. Chết mẹ rồi, nó vô tới rồi. Không sao. Để tao đứng đây tao đánh tao câu giờ nó. Giờ anh sang muốn quýnh thì tao cho anh sang quýnh thôi chứ bây giờ biết sao. Dạ được. Rồi. Chưa nha, bây giờ cái quân đàn của anh đang chuẩn bị chạy qua cái khúc chính giữa rồi đó. Làm sao anh đi trước nó mà. Nó càng đàn ngoài mạc nam anh vô. Rồi anh xong rồi nè, rồi giờ anh quẹo cái tới nè đó, anh vô rồi đó. Quá trời quá đất luôn rồi. Rồi đó anh vô hết rồi đó, em vô con này em ra giữa đây. Vượt file lên nha anh em. Địch bạo Hani và thằng tinh túc. Hỏi cần. Nó chạy vô là anh quýnh rồi, trong đây không? Không phải anh. anh Giang cầm gối quốc đích nha. Tao có đi đâu, từ từ tụi mới đi ra nhìn hết.
下了北海天海岛的船纹，不露纹丝的薰衣草河。Ừ, không uống ngã ba sao mà đi xuyên tường được. Khủng mày. Giàn quốc tích. Giàn quốc tích. Giàn quốc tích tài. Đây em khi đóng banh đánh giải là ngon á. Bình Thạnh nè, quên 1048. Rồi chết. Rồi sao? Rồi chết rồi. Không, không có reset được đâu. Trời ơi, vô đây không đủ sĩ răng nữa. 1862 mở cờ. Địch Long, Địch Long rồi. Nam nó trùng sinh. Rồi 5 phút nữa chuẩn bị thi hành nhiệm vụ. Vô, thì cũng vô được ạt địch đó, còn miếng máu. Nó về Thiên Kỳ lại rồi, nó chuẩn bị vô Triều Kinh với lại quân Thiên Thành thủ rồi, nhưng chắc nó thủ một thành á. Rồi em đặt phù rồi mà. Rồi.
nó vô hết quân Thiên Thành rồi, ờ bên em cứ vô hết Triều Kinh Thành trước đi. Bên em cứ đi hết Triều Kinh Thành đi. Nó đi quân thiên. Đi Phụng Minh Chứng qua đó má. Phụng Minh Chứng. Đi. tao đi gà tao quýnh nó trước. Rồi tụi bay cứ đánh đi nha, tao đi gà tao đứng cái quân đàn tao quýnh cái quân chết mẹ. Mở dữ chưa, nó quýnh dính chùm luôn rồi nè. Ơi đừng quýnh tao, không mày thấy tao. Đừng như vậy mà. Đừng như vậy mà. Trời ơi đừng như vậy mà. Chết rồi, phù ngay quân đàn ánh sang luôn rồi. Rồi đi. Thầy hình chạy cái đã. Trời mới như chạy cái dính chùm nữa rồi. Đóng băng. Cái đóng băng đứa nào cứ giục mẹ cái đóng băng của tao rồi. Để hên quá, chạy còn tệ rồi, mấy kia chết kệ mẹ nó đi. Bên mấy lọc vào hết Triều Kinh Thành trước rồi bên anh mới qua đặc thù được. Ủa sao cái quân đàn này của ai ta? À quân đàn này của Bình Thành. Không có, anh đang ở cửa Thiên Kỳ quân Thiên Thành đang quýnh với quân đàn số nè. Bên em đâu có ai ở đây đâu đúng không? Không vậy đó. Không. Không, quân đàn này quân đàn nhỏ chắc của Bình Thành, quân đàn không có tốt bàn cổ. Lẹ đi, còn 8 phút đó mọi người. Nhưng mà đâu chỉ có cùng bang mới hồi sinh được. Anh đang quýnh với nó nè. Giờ nó qua đây hết rồi, hỏi cường đặt bên kia đâu, đánh bên đây thôi, không có kịp qua bế lọc đâu. Nó qua thì mình cũng phủ ở đây, mình chặn nó được mà. Đó, đang quýnh với quân đàn của Bình Thành nè. Nó vừa mua ra Thiên Kỳ, mình mua ra liền, mình chạy cũng được, chỉ cần gì phải đặt bên kia. Không hiểu hả? Rồi em đặt rồi, quân đàn em xong đó luôn, nãy giờ đứng đây đánh nãy giờ luôn rồi đó. Qua hết chưa? Phong dân kìa, phong dân kìa, phong dân kìa, hết rồi.
Á, để nó nhẹ, để nó chạy vô chổng được rồi. Xong chưa, gán giữ mạng cho mấy con Freedom nha. Có anh con Thiên Sơn chưa? Có anh con Thiên Sơn chưa? Anh con Toto chưa? Ừ, tao chỉ có một con thôi đó. Con của tao có 700k máu rồi, nó trưởng chết là tao chịu quá. Rồi ok, hết chưa? Anh em quýnh nó nè chứ đâu. Rồi vô đi, vô. Lẹ đi, hết giờ rồi, 6 phút nữa rồi. Ủa thì đi tới đó dừng mẹ, đã không có thời gian rồi, cứ từ. Phải tắt tự đầu thai mới được. Đa cấp chết rồi, chết. Rồi nó ta đánh nãy giờ luôn rồi, má ơi má. Cho con phi đâm đứng ngoài sao núp. Bộ đồ đầy một mình quên thành sao quýnh bé Lộc được, khùng quá mày. Không, nó không có quýnh bé đâu, bên. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng vô trong kia phải cho Freedom mở được mới được. Trời ơi, Freedom núp núp nha mấy má. Tao có con rồi đó, tao nói rồi đó. Thank you.
Dùng. Hai. Gì nữa? Gì nữa bà nội? Má con của tao chết rồi đó nha, không được rồi đó. Quýnh lẹ đi, quýnh nó đi. Mở cờ đi mấy đứa, mở đi. Mở đi anh em. Có ai đang mở không? Rồi, bảo vệ là được. Rồi, xong luôn rồi. Mình lấy ba thành. Hồi nãy là nó chưa hết, nó kêu tao chèn vô hơn là tao mở được. Giờ vô gì nữa má, còn có 14 giây vậy, mô Phật. Rồi để tắt trùng sinh đi mọi người, hết rồi. Tắt trùng sinh đi. Giữ gì hay quá à, má nghe. Rồi đó, nó chỉ đợi vậy thôi đó mẹ nó. Tạo ra chiến báo là cái gì vậy? Cái gì là sao? Rồi phụ luôn, đây. Thiên kỳ 40 cố phạm anh kìa, ngay cái chỗ mình phù quá, ngay chỗ mình đặt phù quá. Rồi, tới rồi nè, Rồi, tới rồi. Rồi, quýnh với bờ rơ luôn nè, quýnh. Cửa thiên kỳ quân thiên thành, rồi quýnh đây, rồi. Rồi, đang quýnh rồi, quýnh đi phạm anh, không sao, tự tin lên. Đây coi chừng quýnh chúng. Rồi bên anh em mở PK nha, bên em đừng sát vô nha, đi hết luôn á. Không có, em không có danh sách đâu nha. Ai có chứ em có đâu. Gạt yeah, nào bán chủ. Ôi trời ơi. Anh không biết nữa đây anh coi. Talking to the moon from shadow.
cũng có thấy khen đó má. Thôi kêu cái bất tư giảng đường nó đi ra chỗ khác được không, anh quýnh chúng nó, anh không có danh sách bỏ qua đâu. Anh đang bực chế độ BK, anh kêu đánh theo cay mà ác gì vừa thôi. Của ban đậu hoa đó, của đậu hoa đó. Rồi tắt đánh đi, Quỳnh Thành hết phù rồi. Lại lên kia gặp đạo hoa mà. Đó vậy đó, thằng. Thôi, phụ vô thành đi mấy má ơi, đứng đây đánh tùm lum la chưa. Rồi, tôi phụ vô thành. Thôi, phụ đại lý. Đốt ba ban, hồi nãy thấy 8:30 đã đốt rồi. Dùng thổ linh chào, ô di chuyển chứ. Chức năng quay về đại lý rồi đó. Mình không có PK nữa, bye bye mình. Ai mua đá mua đi nha, con Vĩnh đủ rồi đó. Đợt này được tới 5 cục đá lần đó Bin. Gì vậy trời, đang mua sắp đủ rồi, mua mẹ cho rồi đi. Anh đi về rồi, anh về đại lý rồi nha, không đừng bớt đổ thừa anh nha, rồi tắt lại chia.